Chào mọi người, hôm nay Linh Kiện 36 sẽ chia sẻ cho mọi người về từ khóa extern trong C. Từ khóa này là hầu như là luôn sử dụng trong hệ thống nhúng. Đây, thì đây là một cái nốt mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Mọi người đọc ở đây sẽ hiểu được là cách sử dụng và tại sao lại sử dụng từ khóa extern. Giả sử mình có hai file là một file main.c và một file đếm.c, ok đúng không? Nhưng mà mình muốn sử dụng một cái biến biến này sử dụng cho hai file này. Được. Giả sử nếu mà mình không dùng từ khóa extern, mình khai báo là biến này cho hai file này, thì kết quả nó sẽ sinh ra một cái lỗi hoặc là dẫn tới kết quả không chính xác. Ok. Thì giải pháp ở đây là nó sẽ khai báo một cái biến ở trong file main.c này, này và những file còn lại ấy, file main đếm.c này hoặc file gì gì đấy thì nó sẽ là dùng chìa khóa extern này. Ok, đúng không? Đây mình sẽ có một cái code viết trên code block. Đây. Thì đây mình đang có hai file này. Ok đúng không? Bây giờ mình muốn dùng một cái biến này cho cả hai file. Ok. Giả sử nếu mà mình khai báo một cái hai biến này như thế này, cùng cùng không có dùng extern mà cùng tên kiểu như thế này, thì chắc chắn là một là lỗi tùy từng trình biên dịch, hoặc hai là kết quả không như mong muốn. Ok đúng không? Thì bây giờ muốn dùng một cái biến này cho ví dụ hai hoặc nhiều file ấy, thì chỉ cần khai báo nó trong một file và những cái file còn lại là extern hết. Ví dụ mình muốn đẻ thêm một cái file còn lại thì sẽ extern một cái biến này ra. Cái biến này bây giờ sẽ là dùng cho tất cả các file này. Như bài trước ấy, mình đề cập ấy, một cái biến mà sử dụng cho chỉ một file ấy là biến static này. Ví dụ static này. Ok. Thì cái biến này sử dụng cho một file này thôi. Thì nó sẽ đặt là sở thích. Ok, nó biến global này đúng không? Ok, biến này sẽ dùng chung cho tất cả các file. File này, dùng chung file này. Đây, ban đầu sẽ gọi đến main đúng không? Gắn bằng 10 này. Viên ra 10 này. Gọi function này này, editor này này. Đây, function đây chứ function này. Ok, lúc nãy là bằng 10 đúng không? Còn cộng lên 11 đúng không? Đây, sẽ pin ra 11. Tiếp theo tiếp đây sẽ in ra 10 và 11 xem nha, 10 và 11 ok đúng không? Từ khóa extern này rất là đơn giản, nó chỉ là bạn muốn dùng một biến đấy mà cho nhiều file thì chỉ cần khai báo một cái biến trong một file và những file khác thì extern ra thôi, không có gì cả. Ok, kết thúc.